Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn Và xin chúc cho mọi người một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bền gia đình Còn các bạn bên Việt Nam và lẫn luôn cả các bạn bên Mỹ luôn nữa Bây giờ là chúc cho các bạn nhiều sức khỏe và bình bình an các bạn ơi Vì dịch bệnh càng ngày càng tăng cao quá nhiều đi Cho nên chúng ta phải cẩn thận và làm tất cả những gì mà Bộ Y tế và chính quyền nước Mỹ hoặc giống như ở nước Việt Nam đưa ra thì chúng ta hãy chấp hành nó nghiêm chỉnh để bảo đảm sự an toàn tính mạng cho bản thân mình và những người xung quanh đó nghe các bạn nha. Đó chỉ là những cái lời nhắn nhủ mà Cali Sài Gòn có thể nói gì thôi. Vâng, hôm nay Cali Sài Gòn sẽ đưa một cái tin mà không vui gì mấy cho giới nghệ sĩ trong một cái làng hài đã mất đi một nghệ sĩ một danh hài gạo cội mà rất nhiều người yêu mến. Công lý Bàng hoàng, Quang tèo và cả showbiz bần thần khi nhận tin nghệ sĩ Giang Còi qua đời cách đây vài tiếng đồng hồ. Kính thưa quý vị, cả showbiz Bàng hoàng khi nhận tin nghệ sĩ Quang Còi qua đời do bạo bệnh. Lọt nghệ sĩ như Công Lý, Quang Tèo, MC Diễm Quỳnh vô cùng đau đớn khi mất đi người đồng nghiệp thân thiết Cách đây ít giờ, trên fanpage, nghệ sĩ Giang Còi bất ngờ thông tin nam nghệ sĩ đã qua đời sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư họng. Theo các kênh truyền thông, nghệ sĩ Giang Còi đã qua đời tại nhà riêng vào lúc 23 giờ ngày hôm nay, là ngày 4 tháng 8. Thương xót, trên khắp các trang mạng xã hội, rất nhiều người vẫn chưa thể tin được nghệ sĩ Tài Khoa đã vĩnh viễn xa đi. Qua đó, hàng loạt nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất. Diễn viên Trà My, bạn thân của nghệ sĩ Giang Còi đã thông báo tin buồn này trên trang cá nhân. Trong suốt thời gian qua, cô đã đồng hành cùng nam nghệ sĩ để chiến đấu với căn bệnh quái ác. Đặc biệt, nghệ sĩ Quang Tèo, một người bạn thân thiết cũng như được mệnh danh là cặp bài trùng. Trong làng điện ảnh, cũng không giấu nổi sự xót xa và gửi lời nhắn dài trong phần bình luận của diễn viên Trà My. Công lý có biết như thế này. Nghệ sĩ Giang Còi qua đời sau một khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư hồng Nghệ sĩ Giang Còi đã qua đời Giang Còi phát hiện mắc ung thư hạ họng giai đoạn 3 vào đầu năm 2021. Anh còn bị sơ gan, xuất huyết dạ dày. Việc điều trị nhiều bệnh cùng lúc khiến sức khỏe của anh suy giảm nhanh. Tại thời điểm nhập viện vào cuối tháng 7, căn bệnh đã di căn vào phổi. Trên fanpage của nghệ sĩ Giang Còi, At My Fanpage đã cập nhật thông tin này kèm dòng chia sẻ. Sống dài, ngắn không quan trọng Quan trọng là sống như thế nào Thành kính phân ưu cùng gia đình Và Tiến Quang cũng có biết như thế này Vĩnh biệt bạn Người bạn đồng hành bao nhiêu năm Cùng nhau đem niềm vui cho khán giả cả nước Cũng như kiều bào nước ngoài Giờ đây cặp bài trùng đã khuyết Thật đau buồn Vĩnh biệt bạn giang còi Nguyễn Trần Trung Quân có viết Vĩnh biệt nghệ sĩ Giang Còi về miền cực lạc cả tuổi thơ của biết bao nhiêu người trong đó có con Mong chú yên nghỉ nơi Vĩnh Hằng, một nơi chỉ có hạnh phúc và vui tươi Thành kính phân ưu, thương tiếc chú thật nhiều Vừa qua, nghệ sĩ Giang Còi đã mắc bệnh ung thư di căn giai đoạn 3 Lúc nam nghệ sĩ phát hiện ra căn bệnh quá ác này đã di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể. Khoảng thời gian phải điều trị ung thư di căn giai đoạn 3, nghệ sĩ Giang Còi vẫn luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, đáng nể. Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Cố nghệ sĩ tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh cùng thời với Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, nghệ sĩ Giang Còi được khán giả yêu mến và các vai hài trong chương trình gặp nhau cuối tuần đặc biệt là khi kết hợp cùng Quang Tèo, Văn Hiệp, Vân Dung. Cố nghệ sĩ đã trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, có bốn người con, nhiều năm qua ông ông sống một mình nuôi con, không đi thêm bước nữa và phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Sự ra đi của nghệ sĩ Giang Còi là một mất mát lớn với bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Vâng, đó là những tin tức mà Cali Sài Gòn vừa cập được và muốn thông báo đến các bạn. Như vậy là làng hài ở Việt Nam lại mất đi một người nghệ sĩ mà biết bao nhiêu người thương mến. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị cùng với Cali Sài Gòn chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.